Wow. Ê, thấy anh thấy cái em rất là nhỏ con, nhưng mà khi em leo lên chiếc xe thì anh thấy nó cũng vừa phải, nó cũng không phải bị là nhỏ hơn chiếc xe lắm. Bây giờ em thử em bỏ chống cái chân chống xuống, em chống thử coi tới không nổi. Mà chống không tới, không nổi vậy sao chạy xe được. Đó là trời, vậy chơi sao chạy. Xin chào quý khán giả đến với kênh YouTube Đẹp Sẽ Tiết Cương. Hiện tại thì Tiết Cương đang ở một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Hôm nay thì Tiết Cương có hẹn với diễn viên Anh Thư tới đây để review một chiếc xe mà không biết hôm nay Tiết Cương sẽ được Anh Thư giới thiệu chiếc xe gì đây. Háo hức chờ đợi quá. Trời ơi, con nướng sẵn luôn nè, đã điếu luôn. Hôm nay không biết Anh Thư. Wow. Xin chào bạn Anh Thư. Hôm nay sao nhìn bạn anh xịt tin quá vậy? Ủa cái áo của bạn bị sao bị rách kìa. Cái áo bị rách kìa bà con ơi. Ủa cùng sao bữa nay không đổi nón bảo hiểm mới đi? Em thích nón này. Vậy hả? Cái gì gọi là gì? Bé mèo. Bé mèo nhớ rồi, bé mèo. Rồi chào diễn giả kênh YouTube Tiết Cương đi. Chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu anh chiếc xe gì đây? Ôi, bữa nay phải bữa SH giữa, nay tới SH 2010 luôn. Có nghĩa là chúng ta chỉ hát đợt cuối hả? Để chúng ta nhìn tổng thể xe này coi. Wow, cái xe này đen hết. Hôm bữa em giới thiệu anh chiếc SH là chiếc SH đời giữa mà dòng Sport phải không? Đúng. Chiếc này cũng Sport luôn hả? Dạ, chiếc này lên Sport. Lên Sport là sao? Là sao? Lại chú em nói vậy đó. Ủa chú nè. Nhiều quá à. Nghi ngờ anh Thư nhiều chú. Nghĩa này SH thường lên thì bo phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ review thêm chiếc này, còn nó sẽ là nó như thế nào nhé. Mà bạn Thư nói nó là chiếc lên thì bo. Có vẻ giống như nó, anh thấy nó to hơn là cái chiếc SH đời giữa, em có cảm giác gì không? Em thấy to hơn và cao hơn nữa. Cao hơn nữa hả? Nó mà cảm giác nó nặng hơn không? Thấy anh thấy cũng vậy à. Nhưng mà cái thiết kế của nó nhìn nó gồ ghề hơn đúng không? Dạ. Mình nhìn mình cứ nghĩ là nó to hơn, nhưng mà em leo lên ngồi coi. Có dáng em hợp xe không? Em hơi bị hợp luôn á. Wow. Ê, anh thấy cái em rất là nhỏ con, nhưng mà khi em leo lên chiếc xe thì anh thấy nó cũng vừa phải, nó cũng không phải bị là nhỏ hơn chiếc xe lắm. Bây giờ em thử em bỏ chống cái chân chống xuống, em chống thử coi tới không nổi. Mà chống không tới, không nổi vậy sao chạy xe được. Đó là trời, vậy giờ sao chạy, giờ xe đang dựng vậy sao em chạy. Em ghê luôn á. Ráng lên, cố lên Thư ơi. Thua hả? Bình thường em chạy xe sao? Chạy chống nghiêng sao chạy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ review chiếc SH đời cuối của bạn Thư lên Sport ha. Rồi chiếc xe này bây giờ chúng ta hãy nhìn nè. Chiếc xe này thì nó có mặt nạ ha. Đầu tiên cái thiết kế của nó, cái mặt nạ mình nhìn nó phong cách đời cuối, nó làm rất là thể thao cái mặt nạ ha. Đó. Cái phần này thì nó to hơn cái đời đầu với đời giữa ha, mình nhìn nó quạo hơn. Xe này bánh cũng là bánh đinh lớp, cái thông số nó là bánh 100 nha bà con. Nặng quá, 180/16 180/16 thông số của bánh. Cặp mà mâm là zin của nó là màu bạc, em sơn đen luôn đúng không? Sơn đen lên Sport phải không? Rồi. Đó, em thử bật công tắc lên anh coi coi. Bật công tắc lên coi. Coi cái dàn đèn đó nè. Chúng ta sẽ xem đèn của nó nè. Đó. Đèn sáng ghê giỡn ha. Bật xi nhan thôi bạn Thư. Xi nhan nó thì nó nằm ở phía trước nha bà con. Đó. Cái này chỗ hút gió vô nè, đây ở trong này có cái quạt gió,
thì những cái dòng SH á thì nó là nó có két nước giải nhiệt, BC thì không có, nhưng SH thì có két nước để cho nó mát. Đây chiếc SH đời cuối này này là một niềm mơ ước của rất nhiều người. Bởi vì... anh không? Có anh, nhưng mà anh hồi lúc trước thôi. Lúc trước anh rất là mê SH, nhưng bây giờ thì hết mê rồi. Tại vì tùy theo mỗi lứa tuổi á em, là mình thích. Còn bây giờ thì mình qua cái tuổi là mình cũng bớt thích rồi. Giờ mình già mình thích cái khác. Thích gì anh? Thích gì khó trả lời. Ủa sao nay làm gì đánh má hồng, hai bên này đổ quét kìa trời. Mắc cỡ, đúng rồi anh, mắc cỡ. À, em ngại má đỏ chứ không phải là bị đúng ấy rồi. Nhìn em đánh hai cái má, nhìn em giống búp bê ma Annabelle quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review cái mặt đồng hồ. Chiếc này chạy dữ à. 67.000 rồi ha. Đó, cái này cái nút này mình nhấn nè. Đó, cho nó chạy lại từ đầu á. Để giống như mình chạy bao lâu á. Mình chạy xa ha. Mình biết canh km nó mình chạy được bao xa đó. Đồng hồ là 9 giờ 58 phút. Chính xác luôn phải không? Chính xác không? Chính xác luôn. Cái này là báo cách nước giải nhiệt, cái này là báo xăng. Đó. Rồi. Ấy cặp kính chiếu hậu này hơi bị lạ nha. Kính này kính độ hả? Cặp này là dữ nha, cái cương mới thấy lần đầu tiên á. Ở đây thì có một đồ để móc. Đây có một cái đồ để móc, hai cái để móc luôn. Cái này lạ quá à. Đây nó không có cớp. Rồi, bật cớp lên. Cái đặc biệt của SH mà rất nhiều người thích hơn với Amoc đi lăng đó chính là cái sàn nó rất là rộng và nó không có cái gồ ghề ở đây. Amoc đi lăng dính cái gồ đây nó xấu nè. SH nó thoáng này, bởi nhiều người thích chơi hát. Đó. Mũ em hả? Của chú em đó. Để cho anh mũ rồi đi. Để anh đi quýnh tennis nè, hôm nay kỳ hậu lắm á. Này học quẹt nè, cái gì em hút thuốc hả? Không có, em hút thuốc. Này cà vẹt phải không? Cà vẹt. Cầm cà vẹt em tu đi. Này có catalog bà con ơi. SH. Đó. Italy luôn nha, Honda Italy. Yeah. Indochill gì đó. SH Honda có hai dòng, 125 và 150 nè. Đó. Đây là tiếng gì đây? Tiếng Ý không mà. Xe này của Ý, tiếng Ý không mà, đâu có phải tiếng Anh đâu. Đó, Mucha Abushima Vanema Kubarate Disobiu Westro Bulang Azulato. Đó, cái này họ dặn mình đó là xe đừng cho người khác mượn, nguy hiểm lắm. Đó, tại vậy đó. Đó, cái cớp thì đựng được một cái mũ bảo hiểm ha. Đó, với một cái mũ thường. Đây mình xăng mở ra. Hết xăng rồi nè, đi đổ đi. Chứ không phải hết xăng rồi, cái hộp quẹt cái còn xăng luôn. Bà có duyên quá, cái này thay thông số gì đây? Đây là xăng nè. Nó dán nè, thấy không? Cái này xăng nè. Còn này gì không biết luôn. Đó, và bây giờ xe này. Đây nó có thông số của cái đời xe này chứ gì. Để bây giờ chúng ta sẽ kiểm cấp cái máy coi nó đời mấy ha. Đây. Cái máy của nó là 109 nha bà con. 109. 109 với 2010 em ha. Tôi thấy biển số sao? Cái gì? Tôi thấy biển số sao? Trời ơi, khoe biển số kìa. Đẹp ghê sao? Ghê. 39798 nè. Biển số 39798. Có đẹp không? Quận 11. Bộ đời đăng ký lần đầu 2012 nha bà con, mà vẫn chơi đâu nha. Xe này quá đẹp phải không? Bản số này đẹp quá. Rồi xin trả lại bạn cái cà quẹt. Rồi SH đời sau thì thưa quý vị, nó sử dụng là được bánh trước thắng đĩa và thắng sau đĩa luôn, rất là an toàn. Xe này tương đối còn ngon lắm ha. Lên sport cho nó ngầu hả? Là sơn cái ba ga đen nè, sơn mâm đen nè. Đó. Cái bô thì zin chưa sơn luôn, còn ngon lành luôn. Rồi bây giờ anh thử cái máy nó ha. Thử cái máy em không? Máy còn ngon lắm. Cái 67.000 là đúng cái mét luôn hả? Đó, bà con thấy không? Xe này đi tương đối nhiều quá. Rồi bây giờ anh sẽ chạy thử cái xe này coi nó cảm giác là sao. Uống nước. Mượn cái mũ, em mượn cái mũ, cái gì vậy? Không được, anh còn nhớ cái hôm bữa không? Là sao? Là phải chở em đi.
Trời ơi trời, thôi tôi chạy trong hẻm này chở gì chở. Đây tôi để lại chiếc xe bo nè. Chở bà theo làm gì? Lấy cái mũ của người ta, nó đỡ không có hợp với mặt của anh. Không mặt, cái mặt tôi có râu rồi nè. Gắn cái mũ tự tin vô. Mèo đâu mà bị lỗi như vậy hết á. Mèo này là mèo già quá cáo, em hiểu không? Đó, để tôi thử cái chiếc này coi. À, cho tôi chạy thử nha. Khoảng 5 phút sau thấy tôi trở lại. Sáng thì tôi đi đường này mà có để chiếc xe tôi là xe tôi một mát hơn chiếc xe này. Bây giờ thì giá trị nó cũng rất là cao bởi vì thứ nhất là nó rất là sang trọng, kiểu dáng nó rất là sang trọng, rất là thể thao, rất hiện đại, ước mơ của rất nhiều chàng trai. Đố em một chút con trai mà sắm SH để chị cô gái, ủa sao biết? Còn nếu mà em có SH thì để em làm gì? Nếu mà xin lận theo kiểu em nói con trai có thắt để cô gái thì con gái có thắt để cô trai đúng không? Đúng, đúng không? Phải không? Vậy từ lúc em chạy với thắt thì em cua được ai không? Cái này em phụ của chú hay là? Chú em giàu quá. Như vậy là thưa quý vị, bạn Thư đã giới thiệu cho chúng ta hai chiếc thắt, một chiếc đời giữa, một chiếc đời cuối. Còn không biết sắp tới là còn chiếc thắt đời gì nữa. Ê, còn cái thắt 300 y nữa, muốn anh kiếm cho anh kiếm chiếc đó review đi. Để từ từ. Chắc từ từ. Để em cố gắng nè. Đúng rồi, cố gắng hơn nữa. Chiếc SH 300i là tiết cương chưa chạy qua nha bà con. Chiếc SH 150 này đã chạy qua rồi. Chiếc SH 300i chưa chạy thử. Bữa nào anh em có dịp kiếm chiếc đó review em. Ok. Còn bây giờ thì anh cảm ơn em đã đem chiếc xe tới để cho anh review nhẹ quý vị khán giả. Chiếc SH đời cuối. Đó, một chiếc xe nhà giàu. Niềm mơ ước của rất nhiều người, nhưng mà bạn Thư cũng rất may mắn đã được trải nghiệm. Em là giữa và đợt cuối bạn đã đi qua rồi, chắc là em may mắn đó chứ. Không phải nhiều người, đâu phải ai muốn thích trả khác mà có thách đâu. Đẹp là may mắn hả? Ừ. Ủa, đẹp may mắn là sao chưa hiểu? Thì đẹp là có nhiều may mắn rồi. Ý em nói em đẹp hả? Ý, trời ơi, chết tôi luôn. Rồi, cảm ơn. Quang, trước khi cảm ơn quý vị khán giả là anh cảm ơn em đã giúp anh có thêm xe để trải nghiệm và giới thiệu cho quý vị khán giả. Và nhớ cho anh gửi lời thăm bà nội em nha. Thăm bà nội, và quý vị khán giả bà nội của anh Thư là cũng là khán giả YouTube của Tiết Cương và rất yêu thích những cái chiếc xe Tiết Cương review. Không biết ở dưới bà nội chạy chiếc gì ta, bà nội chắc đi bà nội đi bộ mà. Đi bộ không mà. Tưởng bà nội giờ còn chạy xe chứ. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện về chiếc SH đời cuối rất dễ thương của Tiết Cương và diễn viên Anh Thư. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại ở những clip sau. Xin chào.